vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện kế hoạch số 98 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Chương trình số 07 ngày 8 tháng 4 năm 2021 phối hợp và thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2024. Hôm nay, tại ấp 2 xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022. Đến tham dự buổi lễ phát động hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu. Vị đại biểu cấp tỉnh xin trân trọng giới thiệu ông Trần Trân Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đến dự xin trân trọng. Kính thưa đồng chí Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng thưa đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Quỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thưa đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, kính thưa đồng chí lãnh đạo thành phố Vị Thanh, lãnh đạo xã Vị Tân, thưa toàn thể đồng chí cùng toàn thể bà con nhân dân của xã Vị Tân. Năm 2022 đánh dấu 50 năm kể từ ngày hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc về môi trường, con người, hội nghị Stockholm năm 1972 dẫn đến việc thành lập chương trình môi trường Liên Hợp Quốc và quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới. Ngày Môi trường Thế giới có ý nghĩa đặc biệt để khuyến khích sự quan tâm chính trị và truyền cảm hứng của cộng đồng, từ đó cùng chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa các hành động vì tương lai xanh. Ngày Môi trường Thế giới năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn với chủ đề Chỉ một trái đất, với mục đích truyền tải thông điệp với ý nghĩa kêu gọi tất cả chúng ta hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. Chỉ một trái đất cũng là phương châm của hội nghị Stockholm cách đây 50 năm. Đến nay, phương châm này vẫn đúng, hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể người đại biểu, ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022. Tiếp nối lễ phát động quốc gia, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đại diện cơ quan báo đài, đặc biệt cùng với sự chung tay và tích cực tham gia của nhân dân xã Vị Tân, thành phố Vị Tân đã trực tiếp tham gia buổi lễ phát động ngày hôm nay. Kính thưa các đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, rác thải, thiên tai đang ngày càng đe dọa cuộc sống của mọi sinh vật trên trái đất. Các đại dương đang chứa rất nhiều nhựa, nắng nóng khắc nghiệt, cháy rừng và mưa lũ. Chính con người là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hiệu ứng môi trường lớn như vậy.
Theo tính toán, đến năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cùng với sự gia tăng dân số thế giới dự kiến chạm ngưỡng 9,6 tỷ người, sẽ phải cần tới 3 hành tinh như trái đất mới đáp ứng được nhu cầu sinh sống của nhân loại. Nhưng chúng ta chỉ có một trái đất. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm hành động và cần thay đổi ngay thái độ và hành vi ứng xử với thiên nhiên, điều chỉnh cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, chú trọng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước sinh kế của người dân. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc luật bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Việc đặt thiên nhiên và con người vào trung tâm của công tác bảo vệ môi trường để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và tạo động lực cần thiết cho các nỗ lực của toàn cầu nhằm xây dựng hành tinh tốt hơn và xanh hơn. Dịp kỷ niệm ngày môi trường thế giới, tháng hành động về môi trường còn là cơ hội để phổ biến, hướng dẫn các quy định của luật để luật đi vào cuộc sống. Với quyết tâm cao trong hành động, thông qua lễ phát động hôm nay, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường sự hợp tác, đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội trong tổ chức chủ hoạt động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022 từ nay đến hết tháng 6 năm 2022. Trong đó tập trung mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả và bảo tồn các nguồn tài nguyên bền vững của môi trường, khí hậu, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân. Đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn. Thứ hai, tiếp tục kêu gọi toàn dân và đặc biệt là người dân xã Tân tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả đề án hộ kinh xanh, đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đề án chương trình khác có liên quan. Thứ ba, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép, nói không với các sản phẩm sử dụng nhựa một lần. Thứ tư, tập trung quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh từ cơ quan, hộ gia đình, cá nhân, khu vực công cộng, cảnh quan môi trường trên địa bàn của tỉnh. Thứ năm, tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu dân cư. Thứ sáu, các cơ quan truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình tỉnh và các địa phương tăng thời lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng, định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày, xây dựng chuỗi can, chương trình chủ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông. Thứ bảy là tổng kết và ghi lại hình ảnh, những video clip, các hoạt động hưởng ứng đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội để lan tỏa tinh thần, ý thức và bảo vệ môi trường của nhân dân. Thứ tám, đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình chỉ cần những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và nơi ở, trồng cây xanh, yêu thương bảo vệ động vật là chúng ta đã và đang thực hiện một cách đúng đắn với lối sống văn minh, sự quan tâm và ý thức bảo vệ môi trường. Kính thưa quý lãnh đạo, cục đoàn thể và bà con nhân dân, với sự tham gia phối hợp đóng góp của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời
với sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và địa phương, với ý chí và quyết tâm của tất cả chúng ta, tôi tin tưởng rằng Hậu Giang sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuối cùng, chúc đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu, toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.